Chào mừng các em đã đến với VK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 1. Hàm số lượng giác Một la mã, định nghĩa Trước hết, ta nhắc lại bản các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. Cung 0, giá trị sin x bằng 0. Cos x bằng 1, tan x bằng 0, cot x không xác định. Cung bi chia 6, sin x bằng 1 phần 2, cos x bằng căn bậc 2 của 3, chia 2, tan x bằng căn bậc 2 của 3, chia 3, cot x bằng căn bậc 2 của 3. Cung bi chia 4, sin x bằng căn bậc 2 của 2, chia 2, cos x bằng căn bậc 2 của 2, chia 2, tan x bằng 1, tan x bằng 1 cung bi chia 3, sin x bằng căn bậc 2 của 3 chia 2, cos x bằng 1 phần 2, tan x bằng căn bậc 2 của 3, cô tan x bằng căn bậc 2 của 3 chia 3. Cung bi chia 2, sin x bằng 1, cos x bằng 0, tan x không xác định, cô tan x bằng 0. Hoạt động 1 A nhỏ Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính sin x, cos x với x là các số sau. B chia 6, B chia 4, 1,5, 2, 3,1, 4,25, 5. B nhỏ, trên đường tròn lượng giác, với điểm gốc A, hãy xác định các điểm M và số đo của cung AM bằng x, đơn vị là radian, tương ứng đã cho ở trên, và xác định sin x, cos x, ở đây các bạn lấy Bi bằng 3,14 Một nhỏ Hàm số sin và hàm số cosin A nhỏ Hàm số sin Ở lớp 10 ta đã biết Có thể đặt tương ứng mỗi số thực x Với một điểm m duy nhất Trên đường tròn lượng giác Mà số đo của cung am bằng x ra dăng Hình 1A Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm Điểm m có tung độ hoàn toàn xác định Đó chính là giá trị sin x biểu diễn giá trị của x trên trục hành và giá trị của sin x trên trục tung ta được hình 1B. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Quy tắc tương ứng mỗi số thực x với số thực sin x ta có ánh xạ sin từ R đến R thì x thuộc R sẽ có y bằng sin x tương ứng thuộc R được gọi là hàm số sin ký hiệu là y bằng sin x Tập xác định của hàm số sin là R. Hàm số cosin. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực cos x. Ta có ánh xạ cos x từ R đến R. Ta có x thuộc R sẽ có y bằng cos x tương ứng thuộc R, được gọi là hàm số cosin. Ký hiệu là y bằng cos x hình 2. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Tập xác định của hàm số cosin là R. Hai nhỏ, hàm số tan và hàm số cô tan. A nhỏ, hàm số tan. Hàm số tan là hàm số được xác định bởi công thức. Y bằng sin x chia cos x với cos x khác không. Ký hiệu là Y bằng tan x. Vì cos x khác không, khi và chỉ khi x khác, B chia 2 cộng KB với k thuộc z nên tập xác định của hàm số y bằng tăng x là d bằng r hiệu b chia 2 cộng k với k thuộc z hàm số cô tan hàm số cô tan là hàm số được xác định bởi công thức y bằng cos x chia sin x với sin x khác không ký hiệu là y bằng cô tan x vì sin x khác không khi và chỉ khi x khác kpi với k thuộc Z nên tập xác định của hàm số y bằng cô tăng x là D bằng R hiệu kpi với k thuộc Z. Hoạt động 2 Hãy so sánh các giá trị sin x và sin của mở ngoặc trừ x đóng ngoặc cos x và cos của mở ngoặc trừ x đóng ngoặc. Nhận xét hàm số y bằng sin x là hàm số lẻ. Hàm số y bằng cos x là hàm số chẵn. Từ đó suy ra các hàm số y bằng tan x và y bằng cô tan x đều là các hàm số lẻ. Hai la mã tính tuần hoàn của hàm số lượng giác. Hoạt động 3. Tìm những số t sao cho f mở ngoặc x cộng t đóng ngoặc bằng fx với mọi x thuộc tập xác định của các hàm số sau. A nhỏ fx bằng sin x b nhỏ fx bằng tan x người ta chứng minh được rằng t bằng hai pi là số dương nhỏ nhất thỏa mãn đẳng thức sin mở ngoặt x cộng t đóng ngoặt bằng sin x với mọi x thuộc r hàm số y bằng sin x thỏa mãn đẳng thức trên được gọi là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 2B tương tự Hàm số y bằng cos x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2 pi. Các hàm số y bằng tan x và y bằng cô x cũng là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ là pi. Ba la mã. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác. Một nhỏ. Hàm số y bằng sin x. Từ định nghĩa ta thấy hàm số y bằng sin x xác định với mọi x thuộc R ER và sin x lớn hơn hoặc bằng trừ 1, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Là hàm số lẻ. Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2B. Sau đây ta sẽ khảo sát sự biến thiên của hàm số Y bằng sin X. A nhỏ. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số Y bằng sin X. Trên đoạn 0, B. Xét các số thực X1, X2. Trong đó, x1 nhỏ hơn x2, lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng pi chia 2. Đặt x3 bằng Pi trừ x2, x4 bằng Pi trừ x1. Biểu diễn chúng trên đường tròn lượng giác và xét sin x y tương ứng với y bằng 1, 2, 3, 4. Trên hình 3 ta thấy, với x1, x2 tùy ý thuộc đoạn 0 bi trên 2 và x1 nhỏ hơn x2, thì sin x1 nhỏ hơn sin x2. Khi đó, x3, x4 thuộc đoạn b trên 2, b và x3 nhỏ hơn x4, nhưng sin x3 lớn hơn sin x4. Vậy hàm số y bằng sin x đồng biến trên đoạn từ 0 đến b trên 2 và nghịch biến trên đoạn từ b trên 2 đến b bản biến thiên khi x từ 0 đến pi trên 2 thì y bằng sin x tăng từ 0 đến 1 khi x từ pi trên 2 đến pi thì ta có y bằng sin x giảm từ 1 xuống 0 đồ thị của hàm số y bằng sin x trên đoạn 0 pi đi qua các điểm 0 0 x1 sin x1 x2 sin x2 Bi trên 2, 1 X3 xin X3 X4 sin X4 Bi, 0 Hình 3B Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm Chú ý Vì Y bằng xin X là hàm số lẻ Nên lấy đối xứng đồ thị hàm số trên đoạn Từ 0 đến Bi Qua góc tọa độ O Ta được đồ thị hàm số trên đoạn Từ trừ Bi đến 0 Đồ thị hàm số y bằng sin x trên đoạn từ trừ b đến b được biểu diễn trên hình 4. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. b nhỏ. Đồ thị hàm số y bằng sin x trên R. Hàm số y bằng sin x là hàm số tuần hoàn chu kỳ 2b nên với mọi x thuộc R ta có sin mở ngoặc x cộng k 2b đóng ngoặc bằng sin x với k thuộc Z. Do đó, muốn có đồ thị hàm số y bằng sin x trên toàn bộ tập xác định R, ta tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số trên đoạn trừ bi đến bi theo các vector v bằng 2 bi 0 và vector trừ v bằng trừ 2 bi 0. Nghĩa là tịnh tiến song song với trục hoành từng đoạn có độ dài là 2 bi. Hình năm dưới đây là đồ thị hàm số Y bằng sin x trên R. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. C nhỏ. Tập giá trị của hàm số Y bằng sin x. Từ đồ thị, ta thấy tập hợp mọi giá trị của hàm số Y bằng sin x là đoạn trừ 1, 1. Ta nói tập giá trị của hàm số này là đoạn trừ 1, 1. Hai nhỏ. Hàm số Y bằng cos x. Từ định nghĩa ta thấy hàm số Y bằng cos x có ba đặc điểm sau. Thứ nhất, xác định với mọi x thuộc R và cos x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thứ hai là hàm số chẵn. Thứ ba là hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2 bi. Với mọi x thuộc R, ta có đẳng thức sin mở ngoặc x cộng bi trên 2 đóng ngoặc bằng cos x. Từ đó, bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y bằng sin x theo vector u bằng trừ pi trên 2 không sang trái một đoạn có độ dài bằng bi trên 2 song song với trục hoành ta được cuộc đồ thị của hàm số y bằng cos x ở hình 6 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm từ đồ thị của hàm số y bằng cos x trên hình 6 ta suy ra hàm số y bằng cos x đồng biến trên đoạn trừ pi 0 và nghịch biến trên đoạn 0 bi bản biến thiên khi x từ trừ b đến 0, thì y bằng cos x tăng từ trừ 1 đến 1. Khi x từ 0 đến b, thì y bằng cos x giảm từ 1 xuống trừ 1. Tập giá trị của hàm số y bằng cos x là đoạn trừ 1, 1. Đồ thị của hàm số y bằng cos x, y bằng sin x, được gọi chung là các đường hình sin. Ba nhỏ, hàm số y bằng tan x từ định nghĩa ta thấy, hàm số y bằng tan x có 3 đặc điểm sau. Thứ nhất, có tập xác định là d bằng r hiệu b chia 2 cộng kb, k thuộc z. Thứ hai, là hàm số lẻ. Thứ ba, là hàm số tuần hoàn với chu kỳ bi. Vì vậy, để xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y bằng tan x, ta chỉ cần xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số này trên nửa khoảng 0 pi trên 2. Sau đó lấy đối xứng qua trục tọa độ ô, ta được đồ thị của hàm số trên khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Cuối cùng, do tính tuần hoàn với chu kỳ pi nên đồ thị hàm số y bằng tan x trên d thu được từ đồ thị hàm số trên khoảng trừ pi trên 2 đến pi trên 2 bằng cách tịnh tiến song song với trục hoành từng đoạn có độ dài bằng B. A nhỏ, sự biến thiên và đồ thị hàm số, Y bằng tan X trên nửa khoảng 0 B trên 2. Từ biểu diễn hình học của tan X, hình 7 A, với X1, X2, thuộc nửa khoảng 0 B trên 2, cung AM1 bằng X1, cung AM2 bằng X2. Độ dài đoạn AT1 bằng tan X1. Độ dài đoạn AT2 bằng tan X2. Ta thấy X1 nhỏ hơn X2. Suy ra tan X1 nhỏ hơn tan X2. Điều đó chứng tỏ rằng hàm số Y bằng tan X đồng biến trên nửa khoảng 0 B trên 2. Bản biến thiên. Khi X từ 0 đến B trên 4, thì Y bằng tan X tăng từ 0 đến 1. Và khi x từ pi trên 4 đến pi trên 2, thì y bằng tan x tăng từ 1 đến dương vô cùng. Để vẽ đồ thị hàm số y bằng tan x trên nửa khoảng 0 pi trên 2, ta làm như sau. Tính giá trị của hàm số y bằng tan x tại một số điểm đặc biệt như x bằng 0, x bằng pi chia 6, x bằng pi chia 4, x bằng pi chia 3 vân vân. Rồi xác định các điểm 0, tan 0, B chia 6, tan B chia 6, B chia 4, tan B chia 4, B chia 3, tan B chia 3, vân vân. Ta có bảng sau. Khi x bằng 0, y bằng tan x sẽ có giá trị 0. Khi x bằng b chia 6, y bằng tan x có giá trị căn bậc 2 của 3 chia 3. Khi x bằng b chia 4, y bằng tan x có giá trị 1. Khi x bằng b chia 3, y bằng tan x có giá trị căn bậc 2 của 3. Đồ thị hàm số y bằng tan x trên nửa khoảng 0 b trên 2 đi qua các điểm tìm được. Nhận xét rằng khi x càng gần b chia 2 thì đồ thị hàm số y bằng tan x càng gần với đường thẳng x bằng b chia 2 hình 7b. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. B nhỏ. Đồ thị hàm số y bằng tan x trên d. Vì y bằng tan x là hàm số lẻ, nên đồ thị hàm số có tâm đối xứng là góc tọa độ ô. Lấy đối xứng qua tâm ô, đồ thị hàm số y bằng tan x trên nửa khoảng 0 b chia 2. Ta được đồ thị hàm số trên nửa khoảng trừ b trên 2 0. Từ đó, ta được đồ thị hàm số y bằng tan x trên khoảng trừ pi trên 2 pi trên 2 ta lấy trên khoảng này hàm số y bằng tan x đồng biến hình 8 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm vì hàm số y bằng tan x tuần hoàn với chu kỳ pi nên tịnh tiến đồ thị hàm số trên khoảng trừ pi trên 2 pi trên 2 song song với trục hoành từng đoạn có độ dài pi ta được đồ thị hàm số y bằng tan x trên d hình 9 tập giá trị của hàm số y bằng tan x là khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Bốn nhỏ, hàm số y bằng cô tan x. Từ định nghĩa ta thấy hàm số y bằng cô tan x có ba đặc điểm. Thứ nhất, có tập xác định là d bằng r hiệu kb với k thuộc z. Thứ hai là hàm số lẻ. Thứ ba là hàm số tuần hoàn với chu kỳ bi. Sau đây, ta xét sự biến thiên và đồ thị của hàm số y bằng cô tăng x trên khoảng 0 bi, rồi từ đó suy ra đồ thị của hàm số trên d. A nhỏ, sự biến thiên và đồ thị của hàm số y bằng cô tăng x trên khoảng 0 bi. Với hai số x1 và x2, sao cho x1 nhỏ hơn x2, lớn hơn 0, nhỏ hơn bi. Ta có 0 nhỏ hơn X2 trừ X1 nhỏ hơn B. Do đó, Cô tan X1 trừ cô tan X2 bằng tỷ số cos X1 chia sin X1 trừ tỷ số cos X2 chia sin X2 bằng tỷ số sin X2 nhân cos X1 trừ cos X2 nhân sin X1 chia sin X1 nhân sin x2 bằng tỷ số sin mở ngoặc x2 trừ x1 đóng ngoặc chia yeah, sin x1 nhân sin x2 lớn hơn 0 hay cô tan x1 lớn hơn cô tan x2. Vậy hàm số y bằng cô tan x nghịch biến trên khoảng 0 b bản biến thiên khi x thay đổi từ 0 đến pi trên 2 thì y bằng cô tan x giảm từ dương vô cực đến 0. Khi x từ b trên 2 đến b, thì y bằng cô tăng x giảm từ 0 đến âm vô cực. Hình 10 biểu diễn đồ thị hàm số y bằng cô tăng x trên khoảng 0b. B nhỏ. Đồ thị của hàm số y bằng cô tăng x trên D. Đồ thị hàm số y bằng cô tăng x trên D được biểu diễn trên hình 11. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm tập giá trị của hàm số y bằng cô tăng x là khoảng từ trừ vô cực đến dương vô cực. Bài đọc thêm Hàm số tuần hoàng Một la mã, định nghĩa và ví dụ Một nhỏ, định nghĩa Hàm số y bằng fx có tập xác định d được gọi là hàm số tuần hoàn nếu tồn tại một số t khác không sao cho với mọi x thuộc D, ta có A nhỏ, x trừ T thuộc D và x cộng T thuộc D. B nhỏ, F mở ngoặt, x cộng T đóng ngoặc bằng Fx. Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các tính chất trên, được gọi là chu kỳ của hàm số tuần hoàn đó. Hai nhỏ, ví dụ. Ví dụ 1. Hàm số hằng Fx bằng C mở ngoặc với C là hằng số, đóng ngoặc là một hàm số tuần hoàn. Với mọi số dương t, ta đều có f mở ngoặc x cộng t đóng ngoặc bằng fx bằng c. Tuy nhiên, không có số dương t nhỏ nhất thỏa mãn định nghĩa nên hàm số tuần hoàn này không có chu kỳ. Ví dụ 2, hàm phần nguyên y bằng mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông đã được nêu trong đại số 10. Ta xét hàm số y bằng mở ngoặc nhọn x đóng ngoặc nhọn xác định bởi mở ngoặc nhọn x đóng ngoặc nhọn bằng x trừ mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông. Nó được gọi là hàm phần lẻ của x. Chẳng hạn mở ngoặc nhọn 4,3 đóng ngoặc nhọn bằng 4,3 trừ 4 bằng 0,3 mở ngoặc nhọn, trừ 4,3, đóng ngoặc nhọn, bằng, trừ 4,3, trừ, mở ngoặc trừ 5, đóng ngoặc, bằng 0,7. Ta chứng tỏ hàm y bằng, mở ngoặc nhọn, x, đóng ngoặc nhọn, là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 1. Thật vậy, mở ngoặc nhọn, x, cộng 1, đóng ngoặc nhọn, bằng, x cộng 1, trừ, mở mặt vuông x cộng 1 đóng mặt vuông bằng x cộng 1 trừ mở mặt vuông x đóng mặt vuông trừ 1 bằng x trừ mở mặt vuông x đóng mặt vuông bằng mở mặt nhọn x đóng mặt nhọn đồ thị của hàm số y bằng mở mặt nhọn x đóng mặt nhọn được biểu diễn trên hình 12 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số có chu kỳ bằng 1. ba nhỏ. Đồ thị của hàm số tuần hoàn. Giả sử y bằng fx là một hàm số xác định trên D và tuần hoàn với chu kỳ T. Xét hai đoạn. x1 bằng mở ngoặc vuông a đến a cộng t đóng ngoặc vuông và x2 bằng mở ngoặc vuông a cộng t đến A cộng 2T đóng mặt vuông với A thuộc D. Gọi C1 và C2 lần lượt là phần của đồ thị ứng với X thuộc X1 và X thuộc X2. Ta tìm mối liên hệ giữa C1 và C2. Hình 13, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Lấy X0 bất kỳ thuộc X1 thì X0 cộng T sẽ thuộc X2. Xét hai điểm M1 và M2 lần lượt thuộc C1 và C2. Trong đó M1, X1, Y1 với X1 bằng X0, Y1 bằng Fx0. M2, X2, Y2 với X2 bằng X0 cộng T và Y2 bằng F mở ngoặt X0 cộng T đóng ngoặt bằng Fx0. Ta có vector M1, M2 bằng x2 trừ x1 y2 trừ y1 bằng t 0 bằng vector v vector v không đổi suy ra m2 là ảnh của m1 trong phép tịnh tiến theo vector v vậy c2 là ảnh của c1 trong phép tịnh tiến theo vector v từ đó muốn vẽ đồ thị của hàm số tuần hoàn chu kỳ t ta chỉ cần vẽ đồ thị của hàm số này trên đoạn a A cộng T. Sau đó thực hiện lần lượt các phép tịnh tiến theo các vector B, 2V, V, 2V, vân vân và các vector trừ V, trừ 2V, vân vân ta được toàn bộ đồ thị của hàm số. Hai la mã, tính tuần hoàn của hàm số lượng giác. Một nhỏ, tính tuần hoàn và chu kỳ của hàm số y bằng sin x và y bằng cos x. Định lý 1 cho hàm số y bằng sin x và y bằng cos x là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2 b Chứng minh Ta chứng minh cho hàm số y bằng sin x, trường hợp hàm số y bằng cos x được chứng minh tương tự. Hàm số y bằng sin x có tập xác định là R, và với mọi số thực x ta có x trừ 2 pi thuộc R, x cộng 2 b thuộc R. Ta gọi đây là biểu thức 1 sin mở ngoặc x cộng 2b đóng ngoặc bằng sin x. Đây là biểu thức 2. Vậy y bằng sin x là hàm số tuần hoàn. Ta chứng minh 2b là số dương nhỏ nhất, thỏa mãn các tính chất của 1 và 2. Giả sử có số t sao cho t lớn hơn 0 nhỏ hơn 2b và sin mở ngoặc x cộng t đóng ngoặc bằng sin x với mọi x thuộc R. Chọn x bằng b chia 2, ta được sin mở ngoặc b chia 2 cộng t đóng ngoặc bằng sin b chia 2 bằng 1, tương đương với cos t bằng 1. Điều này trái với giả thiết t lớn hơn 0, nhỏ hơn 2 bi. Vậy 2 b là số dương nhỏ nhất thỏa mãn tính chất 2, nghĩa là 2 bi là chu kỳ của hàm số y bằng sin x. Hai nhỏ, tính tuần hoàn và chu kỳ của các hàm số y bằng tan x và y bằng cô tan x. Định lý 2. Các hàm số y bằng tan x và y bằng cô tan x là những hàm số tuần hoàn với chu kỳ bi. Chứng minh. Ta chứng minh cho hàm số y bằng tan x. Trường hợp hàm số y bằng cô tan x được chứng minh tương tự. Hàm số y bằng tan x có tập xác định D bằng R hiệu B chia 2 cộng K với K thuộc Z. Với mọi x thuộc D ta có x trừ b thuộc d và x cộng b thuộc d tan của mở ngoặc x cộng b đóng ngoặc bằng tan x vậy y bằng tan x là hàm số tuần hoàn ta chứng minh b là chu kỳ của hàm số này giả sử có số t sao cho t lớn hơn không nhỏ hơn b và tan của mở ngoặc x cộng t đóng ngoặc bằng tan x với mọi x thuộc d Chọn x bằng 0 thì x thuộc D và tan mở ngoặt 0 cộng T đóng ngoặt bằng tan 0 bằng 0. Nhưng tan alpha bằng 0 khi và chỉ khi alpha bằng KB với K thuộc Z. Do đó phải có T bằng KB, K thuộc Z. Điều này mâu thuẫn với giả thiết T lớn hơn 0 nhỏ hơn B. Vậy chu kỳ của hàm số Y bằng tan X là B. Bài tập Bài tập 1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn trừ 3 bi trên 2, để hàm số y bằng tan x. A nhỏ, nhận giá trị bằng 0. B nhỏ, nhận giá trị bằng 1. C nhỏ, nhận giá trị dương. D nhỏ, nhận giá trị âm. Bài tập 2. Tìm tập xác định của các hàm số. A nhỏ, y bằng tỷ số, 1 cộng cos x chia sin x. B nhỏ y bằng căn bậc 2 của tỷ số 1 cộng cos x chia 1 trừ cos x. C nhỏ y bằng tan mở ngoặc x trừ b chia 3 đóng ngoặc. D nhỏ y bằng cô tan mở ngoặc x cộng b chia 6 đóng ngoặc. Bài tập 3 dựa vào đồ thị của hàm số y bằng sin x. Hãy vẽ đồ thị của hàm số y bằng trị tuyệt đối của sin x Bài tập 4 Chứng minh rằng sin của 2 mở ngoặc x cộng k đóng ngoặc bằng sin 2x với mọi số nguyên k Từ đó vẽ đồ thị hàm số y bằng sin 2x Bài tập 5 Dựa vào đồ thị hàm số y bằng cos x tìm các giá trị của x để cos x bằng 1 phần 2. Bài tập 6. Dựa vào đồ thị hàm số y bằng sin x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương. Bài tập 7. Dựa vào đồ thị hàm số y bằng cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm. Bài tập 8. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số a nhỏ y bằng 2 nhân căn bậc 2 của cos x cộng 1. B nhỏ, y bằng 3 trừ 2 nhân sin x. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.